Sê-chan, con đang làm gì ở đây vậy? Độc thân cũng có thể thực hiện nghi lễ này đúng không ạ? À? Ai biết được, có khi thần linh sẽ nhìn thấy, sẽ ban cho con người bạn đời giống y như là anh Richard thì sao? Con nói đúng lắm đó. Chờ một chút, để mẹ mang đĩa lên cho con luôn nha. Nếu tìm được người nào đó giống Richard, tôi sẽ gửi tặng chị sao? Bởi vì một người như chị chỉ xứng đáng với một người giống với anh ấy mà thôi. Còn Richard thật sự sẽ là của tôi mãi mãi. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá. Cuộc trò chuyện giữa thím Pony và Sê-chan cứ làm cho mình cảm thấy có gì đó rất mờ ám. Mau ghi tên của thần Sinat và bắt đầu nghi lễ thôi. Nếu không bắt đầu ngay thì chắc tới ngày mai mới xong đó. Nhanh lên nào mọi người. Mẹ, Pat kìa. Thím Pony à? Được rồi, mọi người ăn cùng nhau nào. Dạ. Anh đừng ham ăn món ngọt đó. Anh phải ăn táo đi. Ăn nhiều táo sẽ giúp cho anh đỡ khát hơn. Con đang nghĩ gì vậy hả con trai? Con mau ăn đi. Con có cần thêm gì nữa không? Dạ táo. Soveria, đợt nhịn ăn này rất nguy hiểm đối với cô. Đây là những liều thuốc rất nặng, uống lúc bụng đói cũng giống như là thuốc độc vậy. Cô có thể sẽ gặp nguy hiểm đó. Làm ơn nghe lời tôi, đừng mạo hiểm tính mạng mình như vậy nữa. Những loại thuốc này thì làm sao chứ? Chúng sẽ chỉ giúp tôi có thể sống lâu hơn một chút thôi chứ đâu làm được gì. Nhưng mà đợt nhịn ăn này sẽ làm cho tôi hài lòng. Tôi sẽ hạnh phúc tới hơi thở cuối cùng.
Tôi nhịn ăn để cầu nguyện cho Bát có thể sống lâu hơn. Và tôi cũng không có một chút bận tâm nào nếu như tôi có phải chết đi chăng nữa. Tôi nói thật là tôi đang thấy bất lực vì lời hứa của mình rồi đó Soveri. Nếu không thì tôi đã nói sự thật về bệnh tình của cô cho Bát biết rồi. Không không, làm ơn đừng nói với Bát. Ông đã hứa với tôi là sẽ không nói gì với Bát về bệnh tình của tôi mà. Ừ, lát nữa tôi sẽ gọi lại. Bôi nó cho em đi. Bình thường là em tự bôi châu sa cho mình Soveri à. Nhưng cứ mỗi năm thì anh luôn luôn đợi ngày Carvajal đặc biệt này. Bởi vì vào ngày này em nhất định sẽ bắt anh bôi châu sa cho em. Năm nào cũng vậy, anh cứ trả thù em bằng cách làm cho mũi em dính đầy châu sa kìa. Sao em lại nói là anh trả thù chứ? Vợ yêu của anh đẹp như vậy mà, làm sao anh nỡ làm gì em được chứ? Em có biết không, bà nội nói rằng sau khi bọc châu sa rớt xuống mũi của người vợ thì có nghĩa là người chồng yêu vợ của mình rất nhiều, nhiều đến nỗi cô ấy sẽ không bao giờ cảm thấy bị thiếu vắng đi tình yêu của người chồng. Anh chắc chắn khi anh không còn là một phần trong cuộc đời của em nữa thì em sẽ nhận ra được chồng của em yêu em nhiều như thế nào. Anh nói đúng đó bác. Anh yêu em nhiều tới mức không có gì có thể diễn tả được tình yêu đó. Nhưng thật không may là em lại không thể chia sẻ cùng anh tình yêu đó được. Anh biết rồi mà, anh sẽ tới đó trước khi mặt trăng mọc. Charuti, em hãy cố hiểu, anh có một cuộc họp quan trọng phải tham dự. Nếu cứ nói chuyện với em qua điện thoại thì làm sao anh sắp xếp được thời gian chứ? Mẹ, tại sao mẹ lại tắt máy? Xe cha anh gọi cho con mà. Vì xe cha anh gọi nên mẹ mới tắt máy tại đó. Tại sao chứ? Mẹ không muốn nhà Banu Sali nghi ngờ chúng ta. Sai lầm của con làm cho họ nghi ngờ đó. Đừng để họ biết được con đang tán tỉnh hai cô cùng một lúc. Con cần phải cẩn thận hơn nữa. Đặc biệt là phải chú ý tới thái độ của Bách. Nếu con để cho nó biết được ý đồ thật sự của chúng ta thì nó sẽ phá hỏng kế hoạch của chúng ta đó. Không sao đâu mẹ, Bách không đáng để chúng ta phải lo lắng đâu. Kể từ khi Soveri gửi cho anh ta đơn ly hôn thì anh ta cứ như người mất hồn vậy.
đó là vấn đề riêng của nó, Richard. Và tất nhiên nó sẽ làm tròn nghĩa vụ của mình để nó có thể cứu lấy danh dự của gia đình nó. Con đừng bao giờ quên rằng Bách có thể can thiệp vào chuyện tình cảm của con với Charuti. Con nói thật nha mẹ, con không có hứng thú với Charuti hay cả Sechan, dù một chút cũng không có. Con chỉ muốn có 3 tỷ thôi. Có số tiền đó thì con có thể làm được mọi thứ. Mẹ à, con đã rất cẩn thận trong từng hành vi rồi. Bách sẽ không biết được chuyện gì đang xảy ra. Mẹ cứ chờ đi, con sẽ phá hỏng cuộc đời của em gái anh ta thôi. Indu, anh về rồi hả? Chuyến đi thế nào rồi hả anh? Em nói chuyện tụi nhỏ cho anh biết đi. Anh thật sự không ngờ là chuyện của tụi nó lại đến mức phải ly dị. Đã xảy ra chuyện gì giữa tụi nó mà Sovereign lại quyết định như vậy hả em? Chuyện đáng buồn nhất là cuộc đời của con trai chúng ta lại bị hủy hoại mà không có một lý do nào xác đáng. Anh cũng biết, niềm tin là cơ sở của một mối quan hệ. Một khi không còn niềm tin nữa thì tất nhiên mối quan hệ cũng sẽ đổ vỡ ngay. Không ai có thể phá bỏ một mối quan hệ chỉ vì một sự hiểu lầm hết. Không biết Sovereign nó đang nghĩ cái gì mà lại hành xử với Bác như vậy nữa. Em chỉ mong rằng thần linh sẽ giúp Sovereign suy nghĩ đúng đắn và quay về nhà để Bác có thể kết thúc nghi lễ nhịn ăn thôi. Nói thật, em thấy lo lắng cho Bác quá anh à. Indu, Indu à, đã có anh đây rồi, anh sẽ đi nói chuyện với Sovereign. Không cần đâu, anh đừng tới đó làm gì. Tại sao chứ? Không được, con bé đã mất kiểm soát rồi. Dù tất cả mọi người đều đã cố hết sức, đầu tiên nó lăng mạ Bác, kế đến nó đã không kìm được cơn giận nên đã tát Tini, rồi nó còn lăng mạ tất cả mọi người. Em chịu đựng được hết nhưng em sẽ không để yên nếu nó lăng mạ anh. Được rồi mà Indu. Indu nói như vậy là đúng đó anh Ramnit. Anh Ramnit, vì anh không có ở nhà cho nên không biết được mấy ngày qua cô con dâu cưng của anh nó đã quậy tung và làm cái nhà này xáo trộn lên hết. Nó đã lăng mạ tất cả mọi người, thậm chí cả người lớn tuổi. Nó cũng không có một chút tôn trọng nào luôn. Ai cũng gian xin nó nhưng nó cứ mặc kệ ngoe ngoẩy mà đi. Em khuyên anh đừng có thuyết phục nó làm cái gì hết trơn á. Em sợ là nó sẽ gây ra một cuộc hỗn loạn sau khi nói chuyện với anh đó anh Ramnit. Đúng đó, Thiếm Bồ Đi nói không sai đâu anh. Được rồi, nếu như em nghĩ rằng anh không nên nói chuyện với Sovereign thì anh sẽ không nói. Cứ để cho mọi chuyện tự nhiên đi. Tuyệt quá rồi Bồ Đi, mày đã tạo ra được một cơ hội tốt để nói chuyện của mày rồi đó. Bây giờ là lúc thực hiện cơ hội rồi. Chúng ta không biết được khi nào khó khăn sẽ ập tới, chúng ta còn không kịp chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận nữa mà. Em cũng biết khoảng thời gian này thật sự rất là khó khăn. Nhưng mà thật sự lúc này em cũng đang có chuyện rắc rối, nên em rất muốn được nói rõ với anh. Thiếm nói đi. Thật ra dạ em, em đang cần hai, em dạ em đang cần gấp 2 triệu. 2 triệu à? Thiếm cần số tiền lớn tới vậy để làm cái gì kia chứ? Anh Ramnit, anh cũng biết rõ rồi mà. Em chỉ có một đứa con gái, từ nhỏ tới lớn nó chưa bao giờ xin em bất cứ một cái gì. Và đây là lần đầu tiên nó xin em mua cho nó một chiếc xe hơi, cho nên em đã không nỡ từ chối nó. Nó đang gặp khó khăn trong việc đi lại. Hơn nữa bây giờ không khí ô nhiễm, trời thì nắng nóng, cho nên có xe đi lại cũng tiện hơn rất nhiều. Em cũng biết nói lúc này là không hợp, nhưng mà em không thể từ chối nó. Bunny à, thím cũng biết 2 triệu là một số tiền rất lớn. Nhà mình đã có 3 chiếc xe hơi cùng với tài xế rồi. Xe Chan muốn đi đâu thì nó cứ việc lấy xe đi, trước giờ đâu có ai cấm nó. Charuti nó còn đi xe máy nữa mà. Hơn nữa lúc này tình hình gia đình đang không được ổn lắm. Đây không phải là lúc Xe Chan hỏi xin một chiếc xe. Như vậy là không hay đâu. Chị hay thiệt đó Indu. Cứ mỗi lần tình hình trong nhà không được ổn hay có vấn đề gì thì người ta lại không thể mua đồ sao? Con của chị không hạnh phúc thì không có nghĩa là con của em cũng phải chịu cảnh như vậy. Con của em đâu phải là người khiến cho con chị không được hạnh phúc. Đủ rồi Indu, em đã nói rồi, bây giờ em đang cần tiền chứ không cần nghe giảng đạo. Em thật đáng thương, không ngờ số phận của em lại xui xẻo như vậy. Anh chị được mọi thứ, nhưng em chỉ có mỗi một cô con gái, chỉ cần nhìn thấy nó được hạnh phúc là em đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Trái tim em luôn tìm sự ủng hộ và giúp đỡ của người trong gia đình Banu Sali, có một khối tài sản khổng lồ từ việc kinh doanh mà. Mua một chiếc xe hơi không lẽ khó khăn lắm hay sao? Mua xe không phải là vấn đề quan trọng gì hết, nhưng mà quyết định phải được chấp nhận bởi những người lớn tuổi ở trong nhà.
Vậy nên tôi sẽ bàn lại với ba mẹ về chuyện này. Anh Ramnit chờ đã. Thật ra anh muốn làm gì vậy? Anh muốn tổ chức một cuộc họp gia đình để bàn về chuyện em đang xin tiền của em để mua xe hơi cho Sechan hay sao? Tiền của thím hay sao? Anh nghe rõ rồi đó Ramnit, tiền của em. Em mong là ý định của anh cũng sẽ không hề thay đổi. Anh nghe em nói đi, trong di chúc thì em cũng có một phần trong khối tài sản đó. Anh làm gì thì làm, nhưng ngày mai 2 triệu phải xuất hiện trước mặt em. Thần linh phù hộ. Em thật không hiểu thím ấy bị làm sao nữa. Nhà xảy ra chuyện gì cũng không quan tâm mà chỉ biết đòi tiền. Để em đi nói chuyện riêng với thím ấy. Không, Indu. Ngày mai đi. Hôm nay là ngày Cavacho mà. Dù cho tình cảnh có không tốt đi chăng nữa thì cũng hãy để qua ngày mai hẳn nói. Em đừng có lo mà. Anh hãy nói cho tôi biết đi Pat. Sao anh lại có thể nhịn đói cả ngày được hay vậy? Đói thì còn có thể nhịn được, nhưng mà còn khát nước thì làm sao mà nhịn được chứ? Chúng ta không thể thiếu nước trong 2 tiếng đồng hồ, vậy làm sao anh nhịn khát cả ngày được? Nên tôi mới có ý này cho anh. Ý tưởng này rất tuyệt vời nha. Tôi sẽ cho anh một ý tưởng, hay là đi thẳng vào mục tiêu luôn đi. Như vậy thì anh sẽ không phải nhịn khát nữa rồi. Tôi không hát đâu Tini à. Tôi không hiểu tại sao anh phải thực hiện nghi lễ mà anh lại phải nhịn ăn nhịn uống như vậy. Tôi biết rõ, cho tới khi anh gặp được Sovereign của anh thì anh sẽ không uống một giọt nước nào. Thần linh ơi, mình đang hy vọng là kế hoạch của cô ấy sẽ thành công, để Pat không phải đói chết. Gì nữa? Ờ, không có gì đâu. Đi đi. Em khát quá. Còn cái mặt trăng này, anh biết gì không? Ngày nào cũng vậy, mỗi ngày nó đều đến đây, nhưng không hiểu hôm nay nó trốn đi đâu nữa. Sovereign à, ừ? Em đang mệt mỏi lắm rồi đó. Em hãy uống chút nước đi. Em thực hiện nghi lễ này dành tôi đúng không? Vậy thì anh yêu cầu em hãy uống nước đi. Sẽ không sao đâu mà. Không, không được đâu. Em làm như vậy là vì anh, nên là em sẽ không uống nước cho tới khi nghi lễ Ca Ba Châu kết thúc đâu. Nhưng mà anh yêu cầu em uống nước mà. Anh làm như vậy không được đâu đó. Người có số phận bất hạnh nhất. Hôm nay là lễ Cavacho, vậy mà em lại không thể ở bên anh. Mặc dù em đang ở rất cần anh. Anh đừng chờ em nữa nha bác. Anh đừng lãng phí niềm hy vọng của mình nữa. Em sẽ không về đâu. Hãy nhìn mặt trăng kia đi. Mặt trăng của anh đang ở trước mặt anh đây. Sao chúng ta lại như vậy bác? Ước gì mọi thứ vẫn như xưa. Em biết không, mỗi khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp của em thì anh luôn cảm thấy thời gian như dừng lại đó em à.
anh muốn được nhìn thấy vợ của anh mặc váy cưới lần nữa. Em sẽ chiều anh chứ? Con có biết không, Rishab nó đã nói với bà như vậy. Bà ơi, ngày mai con sẽ gọi thầy tới nhà mình, bà cho phép tụi con cưới nhau nha. Ôi, chắc là nó yêu thương con nhiều lắm đó. Mẹ đeo cái này cho con để bảo vệ con được bình an và luôn sống vui vẻ. Chúc con gái hạnh phúc suốt đời. Con xin lỗi bà nha, nhưng lần này con đành phải làm cho mọi người thất vọng thôi. Tình yêu của Charuti chỉ là một thỏa thuận, bởi vì đồng tiền có sức mạnh thao túng cả tình yêu. Và ngay trong ngày hôm nay, bà sẽ thấy sự thật đó khi chúng ta làm lễ Cavachao. À, mẹ, con tính làm gì ở đây vậy? Đi theo mẹ mau lên. Chuyện gì vậy mẹ? Con nói với Rishab chưa? Nó có tới đây hay không vậy? Sao lại không chứ? Tất nhiên là tới rồi. Vì sao mọi chuyện anh ấy sẽ nhận ra ai mới là vợ của mình? Con gái mẹ đẹp quá, thần linh sẽ phù hộ cho con. Con gái của mẹ làm chuyện gì cũng giỏi hết. Con đừng lo, hôm nay mẹ sẽ cầu nguyện cho con. Con chắc chắn sẽ có được Rishab mà thôi. Nhưng mẹ ơi, còn số tiền mà con nói với mẹ thì sao? Số tiền? Mẹ, hả? Tiền đâu? Tiền hả? Để mẹ đi lấy cho con. Con đừng lo gì hết đó, mẹ sẽ lấy cho con liền mà, chịu không? Cảm ơn mẹ. Anh tin là em sẽ trở về để kết thúc nghi lễ. Alo, Daddy. Tôi tới rồi. Sorry. Cô cứ vô nhà đi, đừng có sợ gì hết, vì không có ai ở trong nhà đâu. Để chuẩn bị làm lễ hết rồi. Anh sao vậy? Anh đã quên lấy cái rê cho mình rồi kìa bác. Hả? Anh đúng là đản trí mà. Vậy mà anh cũng không nhận ra nữa. Để anh đi lấy. Thôi khỏi, để em lấy cho anh ha. Không cần, em cầm đi, để anh đi lấy. Thank you.
Sovereign. 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 Tini, là cô sao? Thì là tôi nè. Sovereign đã ở đây. Tôi cảm nhận được là cô ấy đã ở đây mà. Anh sao vậy Pat? Bộ anh yêu cô ấy tới mức bị điên rồi hả? Anh yêu Sovereign tới mức lúc nào cũng nhìn thấy cô ấy hết. Không đâu, tôi cảm nhận được là Sovereign đã ở đây mà Tini. Tini à, cả hai chúng tôi tâm hồn luôn hòa quyện cùng nhau, cho nên nếu như là cô ấy ở quanh đây thì tôi sẽ cảm nhận được ngay. Vậy cô ấy đâu? Sao tôi không nhìn thấy cô ấy? Nhưng sao anh lại vô trong nhà vậy? Sovereign. Không có ai đâu Bát ạ. Anh nói đi, anh vô đây chi vậy? Tôi vô đây để lấy cái dây đó Tini à. Nhưng đột nhiên trong nhà lại bị mất điện, nên bây giờ để tôi đi xem sao đã. Hay anh để tôi làm cho. Chắc mọi người đang đợi anh ngoài giường đó. Anh mau đi lấy cái dây rồi ra giường đi. Nếu tôi cần anh giúp việc gì thì tôi sẽ gọi anh vào được không? Thôi như vậy cũng được. Nhưng mà cô hãy nhớ, nếu nhìn thấy Sovereign thì cô phải gọi cho tôi đó. Nhớ gọi cho tôi ngay nha. Tới giờ này rồi mà mặt trăng trên trời còn chưa chịu lên nữa, cứ bắt người ta phải chờ. Bà ơi, bây giờ mới có 8:45 thôi mà bà, mặt trăng vẫn chưa lên đâu. Bà nội lo lắng không thừa đâu, vì chuyện này đã diễn vào lễ cao qua chào năm trước. Mẹ nhớ năm trước mặt trăng tròn lên cả tiếng đồng hồ luôn, phải không mẹ? Đúng rồi đó con. Mặt trăng thì bắt chúng ta chờ đợi, nhưng có người vẫn luôn tới rất là đúng lúc. Con chào ông. Thần linh phù hộ. Được rồi, thần linh phù hộ. Chú chúc con và cha Ruti sau này sẽ luôn hạnh phúc bên nhau. Con biết không, chú rất trông đợi tới ngày cưới của hai đứa. Và chú cũng muốn sau lễ cưới này, hai con sẽ luôn yêu thương nhau, luôn ủng hộ cho nhau, và luôn bên cạnh nhau không rời nửa bước. Xin lỗi nha bác, con gái bác sẽ không bao giờ được hạnh phúc đâu. Vì resort thật ra là của con đó bác à. Resort, em không thể diễn tả được niềm hạnh phúc khi được dự lễ Gavajo cùng với anh. Và nói thật với anh là em luôn mong muốn có được một người bạn đời giống như anh. Em đã thỏa được ước nguyện của em rồi. Thật tội nghiệp cho cô ta. Nếu Sechan đưa mình 3 tỷ đó sớm thì mình sẽ không để cô ta tiếp tục hy vọng rồi. Chuyện đã vậy thì tạm thời cứ theo kế hoạch mà làm thôi. Con thấy thay vì ngồi đợi trăng lên thì mình nên làm gì đó đi, hay là chơi trò âm nhạc cũng được. Mời các quý ông bước qua bên này, và bên đây chỉ có phụ nữ thôi. Được thôi. Vì chúng ta bây giờ đang ngồi chờ trăng lên, cho nên chúng ta hãy hát một bài hát bắt đầu bằng từ dần trăng có được không? Đầu tiên là Rishab. Mau lên Rishab, đứng lên hát liền đi. Chand sitare phoolar khushboo ye to sare purane mein ta
Lên hát đi con, hát cho hay đó nha. Dạ. Anh rồi. Dạ con xin lỗi, con không muốn hát đâu. Anh Bát à. Sì Chan à. Thần Linh ơi, xin người hãy giúp bác mang Sovereign tới đây. Có vậy thì bác mới chịu ăn. Mẹ, đứng dậy đi, con có chuyện cần nói. Nói gì bây giờ? Mẹ, mẹ hứa làm mọi thứ cho con mà đúng không? Thôi chết rồi, nó muốn cái gì đây chứ? Ờ, đúng vậy. Mẹ, bây giờ con cần nói chuyện riêng với lại Rishab. Gấp lắm, chuyện rất quan trọng. Con nghĩ cái gì vậy hả Sê Chan? Cả gia đình chúng ta đều ở đây hết đó, làm sao mẹ giúp con gặp riêng Rishab được đây? Mẹ là người mẹ tốt nhất mà, mẹ hãy giúp con đi. Vì với khả năng của mẹ thì con chắc chắn mẹ sẽ giúp được con thôi. Giờ con đi ra kia đợi, mẹ kiếm cớ giúp Rishab ra gặp con. Trời ơi, không được đâu con. Con nhỏ này thiệt tình, ngay cả mình vậy mà nó cũng lợi dụng kêu làm việc cho nó nữa chứ. Rồi sẽ có ngày nó sẽ tự đào hố chôn nó thôi. Thần Linh ơi, làm sao gọi Rishab ra bây giờ? Nè Charuti, cho thím coi coi. Ôi Thần Linh ơi, mấy cái vòng này đẹp quá trời ha. Và hôm nay con cũng rất là đẹp nữa, đẹp tới nỗi thím ngạc nhiên luôn á. Con biết hôm nay thím tính làm cái gì không? Thím tính làm lễ xong chúng ta sẽ đừng ăn tối ở trong nhà mà dọn ra ngoài ngồi dưới ánh trăng mà ăn. Nhưng bây giờ vấn đề của thím là cần phải dọn bàn ăn ra ngoài đó đó con. Nếu con không phiền, có thể cho thím mượn đi sát một chút được hay không vậy? Để cậu ấy giúp thím một tay, xong việc rồi cậu ấy sẽ trở về liền với con. Dạ được chứ thím Pony. Bây giờ đi sáp cũng như là thành viên ở trong nhà mình rồi. Ơ, nhưng mà để con đi giúp thím một tay cũng được. Đi. Không không. Không cần đâu con.
Con cứ ở lại đây đi, để một mình đi sáp giúp thím là được rồi. Con cũng phải cho nó cơ hội để thể hiện chứ con. Yên tâm, thím sẽ trả nó cho con liền. Tri sáp sẵn sàng làm thay cho con mà. Tri sáp mau đi theo bác. Dạ thưa bác. Xong hết rồi. Bác nói nè Tri sáp, có một cái bình lớn ở ngoài kia kìa. Bây giờ con mang ra vườn giùm bác được không con? Dạ. Cảm ơn con. Ôi, cầu xin thần linh phù hộ. Cố lên, mình làm như vậy là vì hạnh phúc của Sê Chan. Chắc là sẽ không có gì xấu xa đâu ha. Ồ, còn nhiều việc quá trời quá đất à. Mình phải làm cho xong hết mới được. Không được đâu Tenny à, tôi không thể nào gặp bác được đâu. Sao lại không được chứ? Nếu như cô cứ tránh mặt anh ấy hoài không chịu gặp á thì anh ấy sẽ nhịn đói tới chết luôn cho coi. Cô đừng lo, chắc chắn là anh ấy sẽ ăn mà. Làm sao mà được? Trăng đã lên rồi, anh đang chờ em tới đây. Anh chắc chắn là em sẽ xuất hiện Sovereign à? Mặt trăng kia đi. Mặt trăng của đời anh đang ở ngay trước mặt anh đi. Nếu như yêu em thì sao anh lại ngại không nói chứ? Không phải anh ngại đâu, mà anh chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi. Anh không muốn chia sẻ nó với bất kỳ ai hết. Anh không thể sống thiếu em. Dù chỉ một giây, anh muốn ở bên cạnh em suốt cuộc đời này. Trong cuộc sống vợ chồng không nên có bí mật đâu, vì nó có thể biến thành sự nghi ngờ đó. Em và anh không nên giấu nhau bất kỳ điều gì hết. Trăng đã lên rồi kìa Sovereign, cô đã có thể ăn được rồi đó. Bác sĩ gọi điện. Bắt máy đi, chắc là có chuyện gì gấp lắm nên bác sĩ mới gọi giờ này đó. Alo. Kết quả xét nghiệm khối u của cô đã có rồi. Bệnh của cô giờ đã trở nên rất nghiêm trọng. Nếu như muốn làm gì thì cô hãy làm đi. Hãy hoàn thành nhanh nhất có thể, không còn nhiều thời gian nữa đâu.